kinh. Thế tôi ăn là tôi thấy rất vui. Mày ăn nó lâu hết mà ăn loại này có nữa là ăn nguồn rồi đấy, mà được cái quần trôi trắng dài dài người đấy, loại ăn nguồn đấy. Mình răng mà hắn vẫn ngáp mà người lại trắng là răng nhờ cái bữa nữa đó. Chút ngày tưới thì vui gì chứ. Chiều rồi phải nghỉ sớm thì tưới kìa. Cái vườn này tồn tí lâu lắm rồi. Chiều lắm khô nhưng mà hắn đã heo. Cái đợt tới rẻ heo lắm thì có chút tồn tưới bữa đầu tiên hắn nắng rồi. À, chiều cũng heo rầu. Cái tô cái tầng bữa trong tưới bên đi không heo cũng tiêu hết này. Tí ra biển tàu lặn xong thì phải xách vài thùng nước tưới. Ừ. Ướt đúng rồi. Ướt là phải tưới đây chứ không phải ướt nước đẫm. Đúng rồi. Mà tại mà mưa nhiều là đất chân á. Đất chân hết. Chứ mà cái thời gian tôi đi ở đây nó cao đúng không ạ? Không đất chân mà. Cái nhà bà Hải lấy một cái nhà đất chân cái thôi. Mà đúng đất chân bên này. Tại mưa phủ mưa rất nhiều. Cứ đến 11 giờ chứ bác mẹ. Bỏng tua rồi, chữ cá mèo tôi uống nước, cứ khẩu sậu 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 lấy cá. Quay 11 giờ chưa? Mười một giờ rồi đấy. Quay một tí nữa chứ xuống.